Xin cho yêu em tháng ngày, đường đời sóng gió anh vẫn chờ. Tình mình sẽ mãi mãi không xa rời, đừng vội khóc lúc anh ra đi. Mưa vội bay qua, nhìn mây bốn xa. Xin đừng vội quên mừng ngon thương nhau. Giờ đã xa rời tháng năm, còn đâu ta bên nhau chung ước thề. Gió đưa mây lang thang qua tình yêu. Đêm sao rơi trong đêm thương nhớ người. Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó vơi, di vãng rồi từ đây. Giờ đã xa rời tháng năm, còn đâu ta bên nhau bao ước thề. Gió đưa mây lang thang trôi về đâu. Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình. Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó, biết không còn nhau. Vẫn chưa ai biết là gì. Và cái giọng sao giống không phải người Việt Nam ha. Dạ yeah. Nàng tiên cá xin chào. Xin chào. Chờ chút, chờ chút. Có điều xảy ra. Có mật thư à? Cần thông dịch viên. Chết rồi, người nước ngoài rồi em ơi. Trình cá. Người bí ẩn nói là chào anh Quốc Thiên đẹp trai. Wow. Chào em. Thực ra như này nè, khi mà Thiên nghe cái giọng của người này á, cô ấy hát tốt đấy, nhưng mà cô ấy đang giả vờ hát dở thôi. Tại vì một cái người mà hát dở thì rất là khó hát cái đoạn mà à, cô ấy có những cái lúc cô ấy giả vờ chứ không hẳn là cô ấy hát dở. Và Thiên khoanh vùng rằng là ca sĩ chứ không thể nào ra cái ngành nghề khác được. Người quốc tịch. Quốc tịch hả? Hát tiếng Tàu thì cũng nghe cũng kiểu giống người Việt Nam hát tiếng Tàu lắm. Người Việt Nam là thông dịch viên chứ. Nhưng mà ca sĩ mà hát tiếng nước ngoài rồi kiểu tiếng... Chị nói là chị hát tiếng Việt. Ta hát tiếng Việt rõ ràng mà không hát tiếng Việt sao mà hát tiếng Tàu. Hát tiếng Việt đấy hả? Ôi trời đất ơi trời ơi. Nhân vật bí ẩn cuối cùng của ngày hôm nay thật sự là ai? Xin mời. Trời ơi. Em ơi, em là người Việt Nam đúng không? Em không biết nữa. Không biết nữa mà nói tiếng Việt sành quá. Em ở Việt Nam lâu lắm rồi. Anh hỏi này, em đi hát được bao lâu rồi? Em hả? Chắc cỡ anh thôi. Không phải những gì người ta nói là thật nhé. Không thân với ai hết hả? Quen mà rất thân. Rất thân thì nha. Người ta mới bày trò như vậy. Uyên Linh thì không có quay. Em bảo là em có đi nghe anh hát hả? Ở đâu? Ở Đà Lạt nè. Rồi em sai rồi. Ở Đà Lạt thì anh chưa làm show. À, là một sự gian dối đã xuất hiện. Em có nhầm anh với ai không? Em không biết nữa. Thôi ơi, không chừng là bà đi coi Quốc Đại hát đó. Em có học một trường đại học nào không? Em có chứ, học quá trời luôn. Cho anh một cái tên trường em học đi, tên thật á. Em học vẽ. Vẽ. Là đại học mỹ thuật, đại học kiến trúc cũng là vẽ mà. Có nhiều trường lắm, trường mỹ thuật, trường kiến trúc, trường đủ thứ. Em chưa có gia đình đúng không? Ai cũng có gia đình hết trơn, có ba có mẹ. Không, ý là cái anh hỏi là có gia đình riêng của em là người chồng á. Em không thích trả lời, không thích trả lời. Trời ơi em chảnh quá. Là hỏi con có thi chung cuộc thi với em không? Không, anh nghĩ là không. Có xuất thân từ cuộc thi âm nhạc nào không? Đúng rồi đó, có xuất thân từ một cuộc thi âm nhạc nào không? Dạ không. Hỏi vậy không có thông minh, hỏi nè, em tên gì? Đó lạ cho rồi. Chứ mà anh trả lời cho em á. Anh hỏi này, em là ca sĩ đúng không? Anh thấy em hát hay không thì em là ca sĩ hay không? Không biết. Em hát hay nhưng mà em giả hát hay hay hát dở đúng không? Anh đó Nhưng mà quan trọng là Thiên nãy giờ có một cái tên nào trong đầu mình chưa? Em có nghĩ đến một cái tên đại. Tại vì cái màu giọng này nè, đó là Nguyên Hà. Đó, nói đại đi. Có hai Nguyên, Nguyên Hà và Nguyên gì nữa? Nguyên Thảo. Đó, Nguyên Vũ nữa. Trời ơi, thôi mình đừng hỏi người ta nữa, mình hỏi với mình đi. Hỏi các chị. Không bao giờ hỏi cô ấy có cái gì với em chưa đi. Có kỷ niệm gì không? Ừ, chứ hỏi chi lắm nhá. Kỷ niệm thì Thiên với Nguyên Hà chưa có kỷ niệm. Thiên thì rất thích cái giọng cô ấy thôi. Nhưng mà bây giờ có đúng Nguyên Hà không mọi người? Sao khán giả cũng về fan rồi dưới đây vậy? Trời ơi, thiệt đó, thiệt. Cái mặt này không chút gian dối, thiệt đó. Mặt em rất là xảo trá. Quang Quang ơi, em là cậu bé trong veo. Đúng rồi. Em nói thiệt đi. Em thề luôn, em mà nói xạo là lát chị già chỉ đập gầy. Em đừng sợ chị già. Không, em nói thiệt mà. Anh yên tâm đi, em rất muốn chương trình bữa nay là cái số có 102. Rồi, chọn đi ạ. Thôi, Thiên vẫn theo cái cảm quan về giọng hát của cô ấy. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi người bên kia nếu không phải là Nguyên Hà. Và em chọn là Nguyên Hà. Dạ. Âm nhạc. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Ben House, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion. Xin cho yêu em tháng ngày, đường đời sóng gió anh vẫn chờ. Tình mình sẽ mãi mãi không xa rời, đừng vội khóc lúc anh ra đi. Mưa bụi bay qua. Đúng rồi, không sai. Người về nơi chốn xa, có còn thương nhau, còn mong mãi sau. Người hỡi xin đời nhé, bên dòng sông ta bên nhau trên lối mòn, nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu. Đến sao rơi trong, sao rơi trong đêm thương nhớ. Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó hơi chỉ vắng xa tầm tay. Giờ đã xa rồi, tháng năm còn đâu ta bên yêu nhau nơi đây ôm bóng hình. Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Người hỡi xin đợi nhé, bên dòng sông ta mưa rơi trên lối mòn, nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu. Đêm sao rơi trong đêm thương nhớ người, giờ thôi hết ước muốn ân tình đó vơi di vắng xa tầm tay. Giờ đã xa rồi, tháng năm còn đâu ta bên nhau bao ước mơ, gió đưa mây lang thang trôi về đâu. Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình, dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Giờ đã xa rồi, tháng năm còn đâu ta bên nhau buồn ước nguyện, gió đưa mây lang thang trôi về đâu. Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình, hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Xin nhớ nhau. Cảm ơn em. Anh rất mong chờ, những giọng ca hay sẽ được hát trong chương trình này. Và lần đầu tiên được hát với Nguyên Hà. Ý là sao vậy ta? Vâng ạ, đây là lần đầu tiên Hà với Quốc Thiên được hát chung với nhau. Quá đơn giản, hai người bạn hát với nhau, nhận ra ngay. Chính xác, Nguyên Hà. Tôi muốn hỏi ý anh Quốc Thiên là anh không mong chờ những người có giọng ca như tôi đúng không anh Quốc Thiên? Không phải ạ. Dạ hiểu lầm ý anh rồi. Tại vì anh đã nói ngay từ ban đầu là cái bài này nó khó. Anh đừng có giải thích nữa. Chị Tường với Lâm Vĩ Dạ là diễn viên rồi lấn sân các khác mà. Rồi chị cũng không phải đi hát chuyên nghiệp nữa. Thế là thông cảm cho em đâu chỉ... có đâu em, chị vẫn đi hát show đều em. Tiền đi hát chị mua được mấy căn nhà. Em nói vậy là ý em nói chị không thể đi hát được à? Em nghiên cứu nha, em rất nghiên cứu chị. Nó đau Tân ơi. Thôi em xin lỗi đau. Nó đau Tân ơi. Đau cái gì, em cũng hát được. Nó đang chửi anh đó. Trời ơi, chửi hết chúng ta rồi. Không phải, thực ra như này, nãy giờ là hai nghệ sĩ rồi, đúng không? Thì khi mà một ca sĩ ra thì Thiên rất là vui. Thì trong cái niềm vui đấy phải bày tỏ cái tấm lòng của mình. Thì nãy giờ Thiên đâu có dám là không nghiên cứu về chị như Ôn Vĩnh Quang đâu. Cái gì anh cứ lo em rồi, vào Quang vậy? Cũng chê già này kia đâu. Anh vẫn nâng niu già em vẫn sợ quá vậy. Em vẫn nâng niu chị mà, đúng không hả? Thôi đi, phạt đi. Thôi mình lên đây, mình lên đây. Anh ngồi giữa hai anh bắt tâm như vậy nè. Đây một cô gái thì rất là thích về giọng hát. Và lúc nãy Thiên có hỏi những cái ý kiến như là dữ liệu như là hồi xưa có hay thu cho anh Quốc Bảo những cái bài hát, và từ những cái điều đấy mà Hà đã được rất là nhiều những bạn trẻ và những người âm nhạc mến mộ. Cảm ơn Thiên. Lúc nãy thì Hà cũng sợ là Thiên nghe thì Thiên sẽ nhận ra ngay, nên là Hà cố gắng hát lái giọng đi. Không, cái màu giọng đặc trưng quá. Mình mà ngưỡng mộ giọng hát là mình phải mời hát chung liền. Đó, thoải mái á. Anh có nghĩa là em rất là em hãnh diện, đúng không? Dạ, hãnh diện đó. Em có ngưỡng mộ giọng hát là bây giờ không? Dạ có mời đi karaoke nha em. Trời ơi, giọng hát của em chỉ để bán kèo kéo thôi nha em. Em nhớ nha. Ủa, giọng hát của em là chỉ hoạt động trong karaoke thôi. Đúng. Ê, mình thân từ đế thân ra em ạ. Sau đó mình giới thiệu show nhau đi ha. Giọng hát của Nguyên Hà là album. Đúng rồi. Rồi giọng hát của em là vô. Rồi giọng hát của em là vô. Đây xin phép nhờ cô gái trao cái này cho chàng trai. Cảm ơn Hà rất nhiều. Cảm ơn Hà. Wow. Tại vì hôm nãy mọi người nói tóc tém thì Hà cũng có thời gian tóc tém. Mèo thì Thiên không nghiên cứu, tại vì mèo thì Uyên Linh cũng thích này, Văn Mai Hương cũng thích này. Nhưng mà hai cô gái ấy thì mà xuất hiện ở đây thì cũng thực sự là bất ngờ, tại vì mới gặp cách đây có mấy ngày thôi mà không nói năng gì cả. Chắc chắn khi mà nó đi với nhau sẽ có những cái hint người ta sẽ để lộ ra, nhưng mà không có nói gì cả thì tự dưng mời được Nguyên Hà thì Thiên nó cảm giác nó cũng bất ngờ và rất là vui đấy. Vui vì được hát với Nguyên Hà, không phải là dính làm vĩ dạ. Vậy là mời hai chị em mình học cũng vui. Nãy giờ đâu có vui đâu. Chúng ta góp phần tạo nên cái show ngày hôm nay rất vui. Chúng mình hát vui được mà. Kiểu như sỉ nhục mình là mình vui đó. Hát vui được mà. Ý là nói chị với chị dạ hát vui thôi. Ví dụ thôi nói đó. Em chấp nhận chị. Nhưng mà tại sao lại có thể nói chị hát vui thôi? Trong khi đó người ta là giải ba chứ hình. Có giải ba chưa? Dạy nhất, nó dạy nhất chị. Lẽ ra là nói gì nói à. Rồi nó nói xong rồi mình còn bị phạt nữa nè. Yeah. Ngầm sao? Người ta đúng thì mình dưới bị phạt chứ. Ủa anh gì vậy anh? Ủa vậy? Gì ngộ vậy? Lạ lắm à nha. Ở trên đúng thì dưới bị phạt, ở trên không đúng thì ở trên bị phạt, đơn giản vậy thôi. Đâu có, phạt là phạt cái tội là sỉ nhục người. Đúng rồi, không nghiên cứu. Nghiên cứu gì nữa khi mà ở đây đã hát, đã thấy rồi, đã nghe rồi, tai mắt thấy tai nghe rồi, nghiên cứu gì nữa. Ngậm kẹo marshmallow là cái kẹo cục bong bong á, rồi nói lạ lắm mà nha 10 lần, sau mỗi lần nói ngậm thêm một viên. Rồi đứa nào bị phạt? Bốn người mình đó chị. Ủa, ở đây kỳ vậy? Không này vô duyên à, tự nhiên phạt nha. Hỗn hào hỗn xược à. Nó xúc phạm tôi rồi mà còn phạt tôi nữa. Sao kỳ vậy? Bây giờ vậy, nếu như bây giờ hỏi nó trả lời đúng là không bị phạt. Lúc mà Nguyên Hà mới vừa ra mà chưa bịt mặt là mày biết Nguyên Hà không? Không. Em buồn chị ghê. Biết không? Em đang đoán được. Biết không? Sao biết được trời? Biết không? Biết. Em cũng thích giọng của Quốc Thiên lâu rồi nhưng mà em chưa có dịp, cho nên là hôm nay rất là cảm ơn chương trình đã mời em đến để em được song ca cùng với Quốc Thiên. Và đây cũng thật sự là lần đầu tiên mà em tham gia một cái game show của truyền hình. Dạ. Tại vì bình thường em cũng nhạt lắm. Nên là em nhút nhát thôi. Em cũng nhạt lắm. Hồi nãy nói chuyện qua lại đối đáp hay quá trời mà. Vậy hả anh? Nhút nhát thôi. Và để em tham gia thêm. Vâng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ là phần cuối của chương trình Lạ Lắm À Nha. Lạ Lắm À Nha. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Ben House, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.